Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Perth Glory và câu lạc bộ West Ham. Đây là trận đấu giao hữu của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Các cầu thủ West Ham trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Perth Glory với mức kèo là 1 trái. Mức kèo hãy tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ Perth Glory và West Ham cũng chưa có lần nào gặp nhau, đây mới chỉ là lần đầu tiên cho nên cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. 5 trận thi đấu gần nhất của Perth Glory thì Perth Glory thắng 1, hòa 2 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của West Ham thì West Ham đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Và ở lần chạm trán này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn là Perth Glory lựa mức kèo được chấp 1 trái, hoặc là an toàn hơn các bạn có thể là lựa mức kèo phụ là Perth Glory được chấp 1,25 nha. Vì sao? Thứ nhất là mình thấy cái mức kèo này nó cũng chưa mấy thực sự gọi là hợp lý, khi mà những con số thống kê trước trận đấu này diễn ra thì West Ham luôn vượt trội hơn nhiều so với Perth Glory, mà trận đấu này West Ham với phong độ đang ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt thì lại chấp Perth Glory mức kèo thẳng đó là 1 trái, mức kèo còn thế này thì mình nghĩ đây ít nhiều cũng có thể là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ về nằm West Ham quá nhiều không chừng. Thứ hai, để trận đấu này Perth Glory có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì cũng chưa kể là nếu như mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa hoặc là Perth Glory có để thất bại đối West Ham với cách biệt là 1 bàn thì chúng ta chọn Perth Glory, chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Với lại trong bóng đá thì nó cũng chưa đối trước nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Biết đâu với điểm tựa sân nhà và là cái trận giao hữu không bị đặt nặng thành tích thì Perth Glory họ sẽ đá bại được West Ham luôn thì sao. Do trận đấu này và đoàn tư tưởng mình ưu tiên chọn Perth Glory được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì mặc dù là lần đầu tiên hai đội gặp nhau, tuy nhiên thì trận đá giao hữu thì mình nghĩ là hai đội sẽ thi đấu cống hiến và cái hiệu suất ghi bàn của hai đội thời gian đây cũng tốt, thì mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn, có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên, dự đoán sẽ là hòa 2 điều hoặc là 3-2 nghiêng về cho West Ham. Ban đầu tư tưởng mình nữa thì ưu tiên đi kèo tài ở lần chạm trán này nha. Trận đấu với các bạn canh tài còn 3 trái các bạn vào là vừa rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu 1 trái. Vì đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và cái hàng thủ đang chơi cũng khá ổn thời gian đây thì Perth Glory họ cũng sẽ không thua West Ham đâu, thậm chí là Perth Glory mới là những người gây bất ngờ với một bàn thắng dẫn trước. Thì một các bạn chọn Perth Glory được chấp nha, và canh tài hạ dưới 1 thì vào. Tính vàng trận đấu chốt kèo là chọn cửa Perth Glory lựa mức kèo được chấp 1 trái 1,25 và tài xỉu thì canh tài còn từ 3 trái trở xuống hao vào. Ở hiệp 1 cũng chọn Perth Glory đợi tài hạ dưới 1 thì vào. Chúc anh em may mắn nha.